ICU Subin nữa kìa. Subin được biết là chương trình để chúc mừng những bạn tân sinh viên, thì Subin hy vọng rằng các bạn sẽ có một năm học mới thật là vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết và hãy yêu cái nghề của mình đang theo đuổi. Và Subin hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội khác để có thể hát cho tất cả các bạn nếu như có cơ hội quay lại được không ạ? Và ca khúc tiếp theo ngay sau đây sẽ là một ca khúc mà Subin cũng mang Subin đến gần khán giả rất là nhiều. Anh ơi, trước khi hát bài thứ hai, anh chủ giúp em với các bạn một tấm nữa là. Và bài hát được mang tên Phía Sau Một Cô Gái. Let's go. Người đang đầy buồn say.
cùng một tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Yeah, quá tuyệt vời luôn. Và để không để không khí nó chung xuống nữa, Subin sẽ hát tiếp.